mọi người, hiện tại thì Hà đang có mặt tại cảng Trường An ở Hải Dương để thăm và kiểm tra lại em xúc đào 215 của XCMG ạ. Vâng, em xúc đào 215 này thì đã phục vụ tại cảng Trường An cách đây được khoảng tầm 1 năm rồi. Và do lái xe và công ty cũng rất là giữ gìn cho nên xe vẫn đang nhìn rất là mới ạ. Và chưa phải thay thế bất cứ phụ tùng nào ạ. Và trước đây thì công ty Lex thì chuyên mua các dòng xe cũ của xúc đào để về làm công tác xúc than tại cảng Trường An. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì xe cũ thì hỏng hóc và thay thế phụ tùng rất là nhiều. Cho nên là khi mà khách hàng sử dụng cái dòng xúc lật XCMG của bên 911 và cảm nhận rằng dòng xe thương hiệu này khá là tốt, thì được giới thiệu cái dòng xúc đào của XCMG thì khách hàng cảm thấy rất tin tưởng và đã sử dụng dòng xe này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe qua cái cảm nhận sử dụng của khách hàng ở chỗ công ty Lex này một chút nhé. Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về mình được không anh? Mình tên là Thức, mình tại lái máy xúc đào của công ty Lex miền Bắc. Dạ vâng, anh sử dụng cái xe này được lâu chưa anh? Một năm rồi ạ. Trong quá trình sử dụng thì anh cảm thấy xe như thế nào anh? Máy này thì sử dụng năm thì máy vẫn hoạt động bình thường. Các thao tác thì cũng ngang với mấy Nhật với Hàn Quốc. Dạ vâng. Trong một năm sử dụng thì mình đã phải thay thế vật tư hay là có cái hiện tượng hỏng hóc gì chưa anh? Máy chưa thay một năm rồi nhưng chưa thay thế thì mới chỉ có bảo dưỡng thôi. Dạ vâng. Thay lọc các thứ. Vâng. Hôm nay thì em đi xuống đây kiểm tra qua xe, thấy xe rất là sạch sẽ và chắc là anh cũng rất là chăm chút cho xe. Và em rất là cảm ơn anh và cảm ơn công ty của Lex đã tin tưởng sử dụng cái dòng xúc đào XCMG ạ. Và hy vọng rằng sắp tới thì cái dòng xúc đào XCMG sẽ được nhiều khách hàng đón nhận hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn.